Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký văn bản về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, hình thành văn hóa thói quen đã uống rượu bia không lái xe cho người dân. Theo ông Thanh, ngoài những kết quả chuyển biến qua phân tích đánh giá tình hình tai nạn giao thông, nhất là do người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vẫn diễn biến rất phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên do tâm lý chủ quan, coi thường pháp luật của người điều khiển phương tiện giao thông, chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả. Trước thực tế trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm rõ và tự giác chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, luật phòng chống tác hại của rượu, bia. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời, nghiêm cấm can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ, thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu để cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình quản lý vi phạm văn bản nêu rõ. Giao công an thành phố mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết và lễ hội đầu năm 2023, ưu tiên huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đảm bảo nghiêm minh, quyết liệt, hiệu quả, đặc biệt trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Quá trình xử lý, xác định người vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong các cơ quan nhà nước phải thông báo đầy đủ hành vi vi phạm về cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng của người vi phạm để xử lý theo quy định. Đồng gửi Sở Nội vụ để phục vụ công tác quản lý cán bộ, kiểm điểm, xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị ông Thanh yêu cầu. Các đơn vị gồm Công an thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân thành phố có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo tổ chức điều tra, truy tố, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân do người điều khiển phương tiện gây tai nạn có nồng độ cồn, cản trở, chống đối, chống người thi hành công vụ theo quy định, tổ chức xét xử công khai, lưu động, góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tính răn đe, phòng ngừa xã hội. Năm 2022, Hà Nội xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia làm chết 22 người, bị thương 32 người. Đặc biệt, đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông liên hoàn với thiệt hại lớn về người và tài sản,